Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tiệm cá cảnh Thu Nhi. Và sau đây là mình sẽ quay lại cái từ đầu, từ lúc mà mình khai trương tiệm, mình khởi nghiệp cho đến nay. Thì mình nuôi cá cảnh thì mình chỉ làm theo cái đam mê và cái sở thích của mình. Thì đam mê mình có thích thì mình mới làm được nha các bạn. Thì mình thì mới khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì mình chỉ làm từ từ, mình tích góp lại mới có. Thì mình mới thì chỉ có xe ngoe lát ngoét có hai dãy hồ thôi. Dãy hồ này là một cái hội hồ mình dán đi canh đen, và một cái dãy hồ mình dán không có dán đi canh đen. Đây là hồ nhỏ của mình nè các bạn. Thì về phụ kiện thì mình chỉ lấy sơ về thức ăn, thuốc, những cái đơn giản, nó chưa có nhiều lắm. Cá thì cũng chưa có đầy đủ hết nè, các bạn thấy không? Rồi đây là qua tranh này là mình đã full đầy đủ, là mình từ cái tích góp lại thì mình sẽ full hồ rồi nè. Rồi cá thì cũng khá là nhiều đó, các bạn thấy chưa? Thì mình chỉ tóm gọn trong 1 phút 51 giây này thôi. Rồi video sau mình sẽ chi tiết hơn cho các bạn. Các bạn hãy xem, thích thì ủng hộ cho mình một cái đăng ký kênh và cho mình xin một like nha, để mình có động lực để nghĩ ra những cái video sao hay hơn, chi tiết hơn, thực tế hơn. Và mình sẽ có những có kinh nghiệm gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn lên, đều sẽ làm được như mình.